Theo hồ sơ ban đầu, chiều 4 tháng 3, sau khi nhậu tại nhà, Trần Văn Nam có xảy ra cự cãi với mẹ ruột. Sau đó, Nam nhặt miếng ván gỗ đánh nhiều cái vào người mẹ. Thực hiện hành vi xong, Nam bỏ về nhà, còn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày. Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Nam Căng đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tạm giữ Trần Văn Nam để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.